đã đến lúc bạn thay đổi lối sống mới để khỏe mạnh, đủ đầy và sẵn sàng ứng phó với mọi biến cố. Đi qua thời gian này với những biến cố chưa từng có, mỗi người đều nên thay đổi để chuẩn bị tốt hơn cho một tương lai mới. Khi nhìn lại toàn bộ, dù nhiều chuyện không hay đã xảy ra, ta vẫn phần nào học được cách cải thiện cuộc sống. Bài viết này nói về tất cả những thay đổi trong lối sống mà chúng ta phải xem xét trong thời gian tới, để bản thân không chỉ có một lối sống lành mạnh và đủ đầy, mà còn sẵn sàng cho những tình huống không may có thể xảy tới. 1. Gia đình là số 1. Đây rõ ràng là điều đầu tiên và quan trọng nhất mà không ai có thể phủ nhận. Đại dịch này đã khiến nhiều người chủ động lái xe về thăm nhà, kể cả ở những miền quê xa xôi mà nhiều năm qua họ vẫn bỏ quên. Mọi người đã bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của Covid và từ mọi nơi trên thế giới, họ cố gắng trở về nhà. Mặt khác, nhờ tác động của đại dịch, chúng ta đã dành phần lớn thời gian cho cha mẹ và ông bà. Nhờ đó, tình thân gia đình càng được củng cố. Mọi người sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời và tham gia vào các hoạt động cùng nhau như nấu ăn, làm vườn, bàn bạc kinh doanh. Dù hoàn cảnh khó khăn thế nào, đại dịch này đã một lần nữa khẳng định với ta rằng gia đình là trên hết. 2. Tiết kiệm. Có lẽ rất nhiều người hoàn toàn không thể không thực hiện điều này. Tình trạng phong tỏa do đại dịch ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng việc làm của mọi người. Hàng loạt những vụ sa thải, chấm dứt hợp đồng đã diễn ra và biết bao nhiêu cuộc sống đã bị ảnh hưởng tiêu cực. Bởi vậy, rõ ràng tiết kiệm tiền là một yêu cầu quan trọng phải có trong lối sống của chúng ta. Đến cuối cùng, dù bạn đang làm việc cho ai đó hay đang tự sở hữu một doanh nghiệp, thì các khoản nợ vẫn là các khoản nợ và đừng quên việc lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm trong tương lai. 3. Thể dục. Ta không được phép quên sự thay đổi này trong lối sống năm 2021 bởi vì đây là công cụ duy nhất giúp tăng khả năng miễn dịch, từ đó tăng cơ hội chống lại bệnh tật. Mọi người đều cần tập trung vào các bài tập như yoga, thiền định và thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh. Thực tế đã chứng minh rằng chế độ tập thể dục có thể bắt đầu ngay cả ở nhà và đừng quên rủ thêm người thân cùng phát triển thói quen tốt này để giữ cơ thể khỏe đẹp, tăng khả năng miễn dịch. 4. Từ bỏ những đam mê không tốt. Lúc này, mọi người đều nhận thức rõ rằng toàn bộ thế giới đang ở trong tình trạng đóng cửa và nguồn cung cho các sinh kế cơ bản rất khó khăn, do đó không có chỗ cho những đam mê tiêu cực bởi còn đó những khía cạnh quan trọng khác. 5. Trò chuyện với những người bạn cũ. Đây cũng là một sự thay đổi cần phải có trong lối sống của chúng ta. Dịch bệnh đã dạy ta nhiều điều và một trong những điều quan trọng là kết nối với những người bạn cũ và các thành viên trong gia đình. Những người vốn không mấy khi nói chuyện với ai, đang bắt đầu chia sẻ cả niềm vui và nỗi buồn. Nhiều người còn lên kế hoạch để gặp nhau sau khi hết dịch. Nhìn chung, tự cải thiện là quá trình mỗi cá nhân học hỏi từ những việc làm trước đó. Để tương lai có nhiều khởi sắc hơn so với năm vừa qua, hãy nghiêm túc áp dụng những thay đổi đã được gợi ý phía trên, giúp bản thân có những cải thiện cả về thể chất và tinh thần, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách. Theo Lưu Ly, doanh nghiệp và tiếp thị. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.